Ừ, gì con? Tụi con học với tuổi năm nay nè, má cho con xong đất đi. Trời, mày rảnh xong đất mà mày cũng dành xong nữa. Cho tuổi em học mà. Ngu, xong đất nóng lắm đó con. Đúng rồi, mày còn nhỏ mày xong đất làm chi? Để người lớn ta xong, hiểu không? Trời ơi, anh không biết hả? Năm ngoái á, thằng Út con của ông Tư á, mẹ nhờ nó xong đất nè. Trời ơi, mẹ lì xì cho nó 500 ngàn luôn á. Mày xạo mày, làm gì? Trời ơi, nó xạo anh chi? Thiệt luôn á. Mất béo luôn nè. 500 ngàn. 500 ngàn. Má ơi, năm nay con xong đất cho má, cho má. Năm nay con xong đất cho. Để em vậy, để cho em nói coi. Ngọc thở. Năm nay con xong cho má. Sao anh sợ xong đất với em? Cái tuổi tao mới hợp với năm nay. Tuổi em mới hợp nè. Mày còn nhỏ sao mày xong được, tao lớn tao mới hợp năm nay nè. Xong. Thôi, hết tới nơi rồi, hai anh em không có gây lộn nữa. Năm nay á, hai đứa con không có đứa nào hợp tuổi hết trơn á. Chứ hợp là má cho xong đất liền. Năm nay tuổi của ba con mới hợp. Ủa tôi Phi hay quá mày. Tôi nói ông á, năm nay là ông hợp tuổi nè. Năm nay năm Quý Tỵ. Ông á, năm nay ông xong đất nhà mình đó. Vậy năm nay tôi xong nữa mà. Xong nữa cái gì thì hợp thì xong chứ xong nữa cái gì. Tôi dặn rồi nha, một chút xíu nữa đó, giờ tôi đang sửa soạn. Tới giờ giao thừa à, là trước đó khoảng 5-10 phút ông đi ra ngoài cửa ông đứng. Ở đây tôi khấn vái rồi xong xuôi hết trơn á, là vừa qua thời khắc giao thừa là ông vô ông xong đất nhà mình. Nghe không? Xong không đất. Có để giờ đó nha. Xong đất rồi để mấy đứa nhỏ nó xong, đứa nào xong được năm. Con xong cho má. Con xong. Mấy đứa này kêu mấy đứa con đi. Con xong cho. Bậy bạ, mấy đứa im. Để má nói chuyện với ba. Ông hay quá. Tào lao. Cái chuyện xong đất một cái chuyện vẫn chơi hả? Muốn đứa nào xong là xong. Tôi nói cho ông nghe, năm nay ông hợp tuổi là ông phải xong. Người ta nói là sao? Có thờ á thì có thiên, có kiên thì mới có lành. Ông mới sống mà không có biết kiên cử cái gì hết trơn á trời. Tôi đã nói năm nay ông xong đất là ông phải xong đất cho tôi. Bà nói chuyện ngay hả? Có con cái bà la tôi vậy hả? Tôi cho bà biết nha. Tối nay tôi xong đất á. Thế tao dữ không? Dạ. Dạ quá dữ. Phiền phức quá. Phiền phức cái gì mà phiền phức? Tôi nói xong đất là xong đất. Không có phiền cái gì hết trơn á trời. Tôi đang coi tivi. Ờ coi tivi đi. Phiền phức quá. Ba. Đứng đây. Dạ. Mày kêu tiếng ba thôi. Mày kêu ba ba hai tiếng vậy tao bắt tao hầm chuối sao? Dạ ba. Cái gì? Ủa vụ mấy lần trước mà ba xong đất á, ủa có xảy ra chuyện gì xui với ba hay sao mà con thấy ba sợ vậy? Phải, ba kể cho hai con nghe. Lúc còn thơ ấu, lúc ba với mẹ con mới quen với nhau, lúc chưa có tụi con đâu, thì ba hợp với cái xong đất. Năm nào má bên đưa tao xong đất hết. Mà mày biết không, xong đất á thì phải chờ tới giao thừa mới xong. Mà từ mà sớm chờ tới giao thừa nó lâu lắm. Thế ba lấy rượu ba uống. Mà sao ngủ vậy? Cái ngày thường uống không có xỉn nha. Dạ. Cái ngày xong đất uống mấy ly ngủ luôn xỉn luôn à. Không có xong gì nổi đâu. Kỳ quá vậy. Không biết chắc tại ba bị tâm lý ba phải xong đất hay sao ba xỉn. Bởi vậy mà má bây bắt ba xong hoài chán ghê nữa. Năm nào cũng xỉn rồi bắt xong hoài. Thì năm nay ba đừng có xong. Không xong má mày. Mày nghe má mày la tao không? À thì ra ba cũng sợ má. Không phải sợ má bây. Nhưng mà tao ớn thôi. Tao để thôi. Để không? Để thì là nó ở năm nay ở nhà à, không có được nhậu nhẹt một miếng nào hết trơn nha à. Kể cho tụi nhỏ nghe cái chuyện cũ của mình là hiểu rồi đó. Biết cái tật của mình á, uống vô có mấy ly á là xỉn là ngủ. Thì năm nay là quan trọng nha. Không có được mà ngủ, không có nhậu nhẹt hết trơn nè. Cái gì vậy má? Ba cha con chơi quýnh bài ăn quỳ đi. Rồi tới giao thừa cúng luôn. Trời ơi trời. Bà kêu tôi đánh bạn quỳ rồi tôi thua nó bắt tôi quỳ hả? Thì muốn không quỳ thì quýnh thắng hai đứa nhỏ đi rồi khỏi quỳ. Trời đất, cái chuyện đơn giản vậy. Đúng rồi ba. Ba đánh giỏi mà. Cái nhà là loạn hết rồi. Gì đâu loạn. Bây giờ bắt đánh bài luôn là sao? Chứ bây giờ làm cái gì vậy? Đánh bài ăn quỳ là sao? Đánh bài phải ăn tiền. Thì ăn tiền. Ừ. Tụi con đâu có tiền đâu đánh. Mày hỏi má mày. Đó nè. Tao mới cô gài là dính được thấy không? Lì xì hả má? Lì xì. Má lì xì. Nè, quýnh bài ăn 1.000, 2.000. Rồi một hồi quýnh xong cái giao thừa gom lại tiền trả tôi đó nha. Ba. Má đưa 7.000, ba cha con quýnh bài. Thì quýnh ăn qua ăn lại vậy đó, rồi cho có tiền cho nó vui thôi. Một hồi là trả lại cho tôi à. Má mày quá luôn rồi. Gài ba cho con đánh bài. Tôi nói trước rồi đó nha. Ở nhà quýnh bài đó,
Mà một hồi nữa mà tôi tới giờ giao thừa mà tôi điểm danh mà thiếu người nào là chết với tôi, nghe chưa? Bà kêu tôi bằng đứa luôn hả bà? Tôi nói hai đứa này. Bà chỉ vậy nè, bà đứng bên nè. Đứa nào? Sao dạ. Cứ kiếm chuyện cái thằng già này đứa luôn. Hai đứa này nè, nghe chưa? Dạ. Hai đứa này tới đây tôi ve lại nè, hai cái đứa này không có lẻn ra đi chơi nha không? Dạ. Ở nhà chơi với ba tụi bay. Bây giờ tôi nói bà nghe, tôi cho tôi đi ra ngoài tôi uống cà phê chút rồi tôi vô. Sao không có cà phê cà pháo gì hết trơn á? Ở nhà đi, lâu lâu mới có dịp cả năm cuối năm rồi cả nhà sum họp ngồi chơi với nhau ở nhà cho vui. Bài đi ba. Bài đi. Đánh bài đi ba. Má đưa mấy ngàn hả? 7 ngàn. Ba chia đi ba. Tụi bay đưa 1 ngàn đi. Đưa 5 ngàn đâu. Chơi bà nghỉ hả ba? Rồi xong xuôi đó, rồi ba cho con đánh bài đi, tôi coi tivi. Lát vô vừa là cúng luôn, nhảy nhà hạnh phúc quá trời, muốn gì nữa. Nè ba chơi bài gì? Chơi đi. Đặt nhiêu? Con có 1 ngàn à? Rồi đặt đi. Con đặt 1.500, thiếu ba 500. Ba xạo chuyên nghiệp ghê. Cái này mới ghê nè. Đâu ba biểu diễn đi ba. Trời ơi, cũng như xong. Ủa cái bài gì vậy? Bài cao thôi hả? Cái bài cao. Tôi có quyền tôi chơi nhiều chơi. Bà đưa tiền tôi chơi, tôi có quyền chơi chứ. Mày mới đúng. Mày đúng. Sao ba cha con không? Lớn lên. Đâu? Lớn lên mày đúng. Nó 8 đúng. Mày mấy? Con 9 đúng. Chết cha tao rồi. Ba mấy đúng hả? Tao 10 đúng. Có quỳ đi cha. Ăn rồi. Trời. Ba thú rồi, ba 10 đúng là bù rồi. Bây giờ 8 với 9 với 10 ai lớn? Thôi chơi bài cào 10 nút là bù rồi. Dạ. Thôi có tiền rồi. Con với em đi chơi nha ba. Không đánh bài nữa, chán. Con ơi. Ba dọn đi. Anh Tân có nhà. Ô. Bạn Hiền. Trời ơi, ba cho con muốn bài chơi vậy hả? Dạ. Con anh Bách mới qua chơi. Dạ, chào chị. Dạ. Chơi bài không? Không, trời ơi. Tất nhiên cũng bài nữa chị. À, đưa qua đây rủ anh đi nhậu. Ôi trời ơi, đâu có được anh Bách. Dạ, tại vì năm nay là chồng em hợp tuổi. Nè, hợp tuổi với năm Quý Tỵ. Phải ở nhà một lát xong đất anh ơi. Giao thừa xong là xong đất liền. Không có đi nhậu được đâu. Cái nhiệm vụ của tôi ở nhà xong đất không có đi nhậu. Dạ, thì anh vô nhà. Nếu mà đi thì chút về. Đi chút về. Không có được. Anh vô nhà ngồi chơi, ở nhà chơi tụi em pha trà rồi lấy bánh mứt ra ăn. Thôi, không đâu, tôi cũng chút nữa về xong đất nữa nè. Ủa nhưng mà hả? Tôi hứa gì cho anh đi chơi tôi chút xíu thôi, uống mấy ly thôi tôi đưa anh về xong đất cho. Thôi không có được, ông nhà em có cái tật ổng uống vô mấy ly là ổng ngủ liền hả? À tôi uy tín nè. Uống mấy ly à? Tôi tổ trưởng khu phố nè, đó tôi hứa nè. Đó, tôi hứa là tôi dẫn ảnh đi nhậu, chút xíu tôi sẽ dẫn anh về xong đất. Bà đi chút xíu. Yeah. Nhưng mà về xong đất đàng hoàng nha. Để anh Bách anh qua năm mới anh nói vậy mà không lấy là kỳ. Nhớ nha không? Từ hai chú mày. Tôi thương vợ tôi. Ông quay mặt qua kia đi. Gì? Quay qua đi. Nè, trời ơi cái gì? Nè, ổng ấy nè mà về xong đất đàng hoàng nha không? Rồi tôi hứa bà rồi, đúng giờ tôi về xong đất nha. Nè, 12 giờ về đứng trước cửa ngõ chờ. Ở đây cúng xong là chạy vô liền nha không? 12 giờ 11 giờ 9 59 phút tôi về tới nhà. Rồi thôi đi đi. Tôi canh đi nha hai đứa con. Anh Bách, không có uống nhiều nha anh Bách nha. Rồi tôi hứa với chị, đi. Rồi hai anh em uống cà phê cà pháo nói chuyện là được rồi. Rồi yên tâm. Nhớ canh về giao thừa. Cái gì đây? Dạ. Thưa má, hai anh em tụi con đi luôn. Đi đâu? Bảy ba. Với ba đi rồi anh em con chơi với ai? Hai anh em ở nhà chơi với má đi hết, bỏ má mình sao được? Má, cho hai anh em tụi con ra ngoài đi coi bắn pháo bông xíu về, đâu có đi luôn đâu. Dạ. Xíu về. Nhưng mà trời ơi, chứ ở đây chơi gì có hai anh em con sao đánh bài được. Nhưng mà đi là phải nhớ giờ mà về giao thừa đó. Dạ. Coi chừng cẩn thận đó nha. Dạ. Năm dạ. Rồi đó xui xẻo cái chưa. Dạ. Coi chừng em nghe chưa. Dạ dạ. Thì má đi tao quýt chết à. Dạ không biết rồi. Nhớ giao thừa là về đó. Dạ. Nè, nhớ coi chừng em cẩn thận nghe chưa. Rồi cuối cùng cũng đi ráo trọi. Còn có một mình tôi hả? Tết nhất chi mà buồn thấy ớn vợ chồng con đi hết trơn à. Rồi một hai đi cho bằng được. Giờ này thiệt tình đó. 12 giờ rưỡi rồi tới nơi rồi mà chưa chịu về nữa là sao không biết nữa. Tò te tí là sao? Rồi cái ông Bách này nữa.
lấy uy tín tổ trưởng tổ dân phố cái con khỉ khô. Hai cha nào cũng tắt máy trơn á, bực bội dễ sợ. Đúng là năm mới mà chọc cho thì chọc chửi không à. Giờ làm sao đây, trời ơi là trời. Má, má. Má. Ủa, hai đứa về hả con? Mở cửa tụi con vô má ơi. Đi chơi vui không? Vui. Rồi vui. Mà mệt quá à, mở cửa cho vô nghỉ đi. Vui, đi chơi thêm chút xíu nữa đi. Ba tụi bay chưa có về. Ui, ba chưa về thiệt không má? Chưa có về nữa má. Ba chưa về hả má? Má rầu thối ruột luôn vậy đó. Ông đi sao mà giờ này giao thừa má cúng xong xuôi mà ông chưa chịu về nữa. Má ơi, vậy anh em tụi con ra chỗ cũ chơi thêm xíu nữa là về nha má. Nè mà chỗ cũ là chỗ nào? Thì ra cái chỗ bắn pháo bông đó, chơi thêm chút xíu nữa là về nha má. Nè, nghe má dặn nè. Dạ. Một chút xíu nữa thôi, lo canh chừng ba bây về là chạy về liền nghe không? Dạ. Coi chừng em con nghe chưa? Dạ rồi. Nhưng mà đông đúc lắm á, đường xe cộ tùm lum, đi cẩn thận nha ông con. Dạ, con biết rồi. Đi nha má. Mà canh về liền nghe không? Dạ. Ba con sắp về rồi đó, về liền vô nhà đó. Đâu đây trời, đi ra cũng không có được nữa chứ phải. Ra không được mà vô không được. Ghê luôn à. Về là ông chết tay tôi thiệt á. Năm mới tôi cũng chết với tôi nữa. Tôi xé xác ra cho mà coi. Lần sau đừng bao giờ mà Hồng mà xin đi với cái thằng cha bách này. Không có uy tín một chút nào. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Má. Má ơi, mở cửa má ơi. Ủa, hai đứa về rồi hả? Dạ. Trời đất ơi, 1 giờ rồi con. Ba con chưa có về nữa. Trời đất ơi, cái ông này không đi đâu mà đi dữ vậy, ác ôn vậy vậy trời ơi là trời. Má ơi, mở cửa cho con vô, tụi con buồn ngủ quá à. Má biết rồi. Nhưng mà không có vô được con ơi. Bây giờ ba con chưa có về, chưa có xong đất, làm sao mà vô được. Trời ơi, đợi ba đến chừng nào hả má? Nè con. Con dẫn em con chạy đi kiếm ba con thử coi. Kêu ông về rồi xong đất rồi hai anh em vô ngủ luôn nha. Nhưng mà giờ này tụi con biết kiếm ở đâu được. Dạ. Hay con chạy thử mấy chỗ quán nhậu đó con. Đi. Trời má ơi. Giờ nhà nào nhà nấy cũng đóng cửa hết rồi. Giờ này đâu có quán nào mở cửa đâu mà đi kiếm. Dạ. Thì bây giờ cũng phải đi kiếm ổng chứ, rủi ông có cái chuyện gì rồi sao. Hai đứa đi nè, con dắt em đi đi qua nhà chú Bách đi. Đó, đứng ngoài cửa thôi rồi dòm dòm vô rồi kêu thử có ba con không. Đi nha. Dạ. Đi lẹ con. Chắc em xong đi. Xong nhà với xong đất chi cho cực vậy má. Ráng chịu khó đi con, đi nha. Ngủ quá. Ráng kiếm ba con về nha. Dạ. Trời ơi là trời, khổ ghê vậy đó. Đi sao mà đi dữ vậy không biết nữa. Mà không nghe điện thoại được chứ. Biết vợ con ở nhà là lo lắng không thì tình luôn à. Má ơi. Có khùng không đi kiếm ba mà kêu má chi vậy? Ba ơi. Trời ơi, anh còn khùng hơn em nữa. Em kiếm ba mà đi. Nào, mày cổng hôm sầm đó ba. Dạ. Ủa? Con chào cô. Téo thằng Tì. Ê trời ơi, thằng Tí thằng Tèo. Dạ. Hai đứa mày đi đâu rồi? Dạ, hai tụi con đi kiếm ba. Trời, bản ba mày sao qua nhà tao kiếm? Dạ, thưa cô. Tình hình là ba con đi nhậu với chú Bách. Má con chờ từ tối tới giờ chưa thấy ba con về, cho nên sai anh em con đi kiếm ba. Dạ. Gì kỳ vậy? Hai ổng nhậu ở đâu chứ đâu có nhậu ở nhà này. Trời ơi, nhưng mà cô nói cho con nghe, đến giờ là ông Bách nhà cô phải về xong nhà, mà giờ này không thấy mặt mũi ổng ở đâu hết. Là sao? Dạ, con đâu biết. Con đâu biết. Thôi cô về. Cô cũng muốn đi tìm ổng lắm đó nha. Dạ. Nhưng mà con biết làm sao không?
ngặt cái không ai coi nhà hết trơn à. Vậy không mấy giờ hai đứa đang rảnh phải không? Dạ rảnh, hai đứa con rảnh. Cô có cái kế này hay lắm. Kế gì cô? Tại đây cô nói cho nghe. Dạ. Không mấy giờ hai đứa đi ra quán á. Dạ. Tìm ba con. Dạ. Kéo cổ ông Bách về nhà giùm cô. Một công đôi chuyện luôn. Vừa tìm ba mà vừa tìm chú luôn. Ủa sao giống như cô đang gạt con quá à? Hình như cái gì? Gạt chứ hình như cái gì? Đi đi. Ủa tự nhiên nãy đi kiếm con người, giờ đi kiếm hai người luôn mày. Anh ráng đi, như còn về tới nhà rồi kìa. Trời coi chừng á anh. Không biết con chó nó đi chưa nữa. Nó chạy theo nữa chắc chết quá. Chắc nó đi rồi đó. Trời ơi là trời, biết làm sao đây hả trời. Chồng với con thúi ruột thúi gan hết trơn vậy đó. Cô hai đứa đi kiếm ba gì đâu dữ vậy. Má ơi, má ơi. Ủa hai đứa về rồi hả? Có ba con không? Dạ. Dạ. Ủa bị gì vậy hả? Sao vậy con? Má đi. Anh Tí bị chó cắn. Hả? Bị gì vậy? Anh Tí bị chó cắn. Trời đất ơi, con có sao không hả? Tí. Trời ơi. Trời ơi. Con có bị gì không con? Dạ không, con không bị gì hết. Nhưng mà anh Tí thì bị chó nó ruột cắn rách quần luôn. Thôi con ơi, con có bị sao không con hả? Dạ con mệt quá má ơi, mở cửa cho con vô đi má ơi, đau quá à. Trời ơi, bây giờ làm sao đây? Bây giờ ba con chưa có về nữa con ơi. Hai con ráng chút xíu nữa đi. Bây giờ ba con về xong đất rồi má mở cửa rồi vô luôn nha. Nha con, ráng chịu chút xíu được không con nha. Mệt quá con, lạnh quá má ơi. Trời ơi, bây giờ thôi bây giờ con coi con má nó mắt coi. Trời đất ơi sao nó lạnh dữ vậy nè. Đợi má chút xíu nha. Ôi con đau quá à. Trời ơi, hết đau chưa vậy? Má ơi, má nhanh lên đi, anh Tí chuẩn bị cắm lạnh rồi đó. Đây. Má ra liền nè con. Anh ra nè. Là má sợ mà. Để lên uống lại cho anh con, để anh con giữ ấm. Uống lại. Hồi nãy nha con, đang xin ba con về nghe không? Má ơi, mở cửa đi má ơi. Trời đất ơi, đừng có nói nữa mà. Nói má đau lòng lắm mà. Bây giờ ráng đi con, đằng nào cũng phải chờ ba con về xong đất. Năm nay hai đứa con tuổi xấu lắm. Bây giờ má mở cửa cho hai đứa con vô là coi như cả năm nay nhà mình là tiêu tan luôn. Không có được đâu con ơi. Nha con ngồi ôm anh con đi con. Ôm anh con cho anh con ấm đi. Ráng chờ chút xíu đi mà. Dạ. Thôi đi mà. Con tôi có thiệt, cái ông này rất nhân ác đất ghê luôn á mà. Con ráng đi. Tắt lửa rồi, không có sao. Tắt rồi, yên tâm đi, đó.
làm như tao ngu lắm như mấy đứa này. Lửa thì sợ nước, lửa cháy thì lấy nước dội vô thì nó hết chứ thì sao đâu. Má có nghe gì không má? Thôi con cũng nghe nè. Nghe khét nha. Cẩn thận nha má ơi. Khét tụi bay ơi. Má ơi. Cái gì? Cái đây. Vô đi, đi hai đứa con má có sao không? Má ơi! Má ơi! Má ơi, má có sao không vậy má? Má ơi! Gì vậy? Chuyện gì? Có chuyện gì hả? Trời ơi! Nhà bị cháy! Hả? Nhà cháy hả? Cháy đâu vậy? Tụi con dập rồi! Trời ơi! Chắc tại má dội nước vô điện phải không? Phải không? Bây giờ ngồi đây coi má nha! Để anh vô anh coi điện coi sao? Ôi nhà cháy! Ủa? Ủa là hai đứa bay vô nhà luôn rồi hả? Và chết cha, vậy không có sông đất hả? Trời đất ơi, vậy rồi ba tụi bay về chưa? Dạ. Ê, hình như ba về kìa mẹ. Đất này tôi không cần keo mừng vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Dạ. Đi đâu giờ này ông mới về? Trời sao ơi. Nhà tôi thui vì mình. Sao nhà anh bữa nay tôi thui vậy ta? Còn cái ông này nữa, chẳng chồng tôi đi đâu mà đi dữ vậy? Trời ma, nhà anh có ma anh ơi. Cha nội này khùng hả? Khùng đâu? Vợ tôi mà má. Thấy không? Một tiếng tao đã hết ghiền trà rồi. Đi xuống chăm cho tao một nồi trà đậm quay. Dạ thưa ông. Gì? Cái mà tại sao không cái mà thôi đi lẹ ra đi ông. Ở đó mà cái mà hoài tao trời ơi ảnh hưởng liền. Dạ cái mà con đi. Ê, trời ơi nó mệt con. Dạ con mời ông sơi nồi nước trà con mới chăm rồi, gửi mùi thật thơm
ông mà thử uống coi nó có ngon không. Ô mày định giỡn mặt với tao phải không thằng bảy? Tao mà nấu cả nồi bộ mày nói tao là con gì hay sao? Dạ dạ gì rồi ông đây bảo con rằng xuống nấu nồi trà đậm đà thịt ngon, con nào dám cãi lại lời ông? Tao yêu mày nấu nồi trà thì mày cứ nấu, sao bưng cả nồi bộ mày định tắm già này hay sao? Dạ dạ thưa 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 ông. Mệt ghê, con đâu dám cãi lời lời ông đâu. Hồi nãy ông bảo con xuống nấu nồi trà đậm đặc chứ con đâu có dám cãi lời ông đâu. Trời ơi, cái nồi trà mà nó cũng không biết nữa là sao trời? Dạ con biết chứ, nên con mới thắc mắc là sao hồi nào tới giờ ông chỉ biểu là toàn là nấu ấm trà hoặc là bình trà không à. Tự nhiên bữa nay ông đổi tông ông nó nấu một nồi, con đâu có biết, nên con phải lấy cái nồi tổ bố này nấu cho ông nè. Thôi mệt lắm mà, được rồi, mày muốn chơi tao phải không? Tao cũng có thuốc chữa mày à mày ơi. Nè, coi như tao thua mày 1-0 rồi đó nghe. Ôi, vậy là có cá hả không? Vậy là con thắng ông 1-0 rồi hả? Vậy là con thắng ông 1-0 rồi. Mày thắng tao rồi. A Bảy, mày ngồi gần đây để ông biểu coi Bảy. Kìa ông, bộ ông định báo thù hả? Báo thù cái gì? Thi dân bất cầu báo mày. Ông nói là vậy có nghĩa là cái câu nho đó là vậy. Thi dân bất cầu báo đó, em nghĩ là thù không thèm trà. In là trật rồi ông ơi. Cái câu đó nghe ta, trong cải lương người ta nói là làm ơn không thèm trả ơn mới phải chứ. Im đi mày. Mày dám lên lớp tao hả mày? Tao biểu mày ngồi gần đây cho tao dạy việc. Dạ con ngồi nè ông. Ông biểu cái gì ông biểu đi ông. Bảy à? Dạ. Giờ đây con hãy đi mau giùm ông. Và lên tránh rất cô hay về mau. Để ông chỉ báo cô hay mi điều tên này sắp tới hay đi tức thì lẽ giùm ông. Chờ ông đi tính cho con tiền xe. Từ đây tới đó mấy trăm ngàn luôn. Xin ông mong tôi đưa con tiền liền. Con hơi sẽ bước lên xe tức thì vừa lòng ông. Cái gì mày, mày đi từ đây tới rảnh mà đòi tới mấy trăm ngàn tiền xe hả mày? Và mày nói tao không biết hả mày? Sao mà mày định gạt tao hả mày? Dạ con không dám gạt ông đâu. Dạ ông ơi, từ đây lên tới trường học của cô hai cả trăm ngàn tiền xe rồi. Cộng thêm chuyến về là 200 ngàn rồi. Rồi con cũng phải mua bánh mì ăn nè. Rồi nước suối để uống nữa nè. Không lẽ ông định bỏ con nhịn đói nhịn khác hay sao? Thôi tao nhớ rồi, thôi được rồi. Tao quên tính thôi. Ủa vậy thường ngày ông có quên ăn không ông? Ê trời ơi, bộ mày tính đem cái lửa câu ra mày móc lọt đó hả mày? Dạ con đâu dám móc hào hồng ông đâu. Hay nè, mày đừng có nói giọng mà cầu tao. Bởi vì tao, chính tao đây là người lớn. Trước mặt tao mày phải lời. Con đâu nên nói kia đâu nào à. Ông lại rầy la con. Ông lớn ơi, xin ông chớ la rầy. Biết gì thì tốt à. Nè, tìm mày. Dạ, cho con xin. Tao mệt mày quá à. Mày nói với cô hai mày á, mua sẵn ít đồ ở trển về chuẩn bị ăn Tết nha Bảy. Dạ, con biết rồi. Kêu cô hai về ăn Tết hay không? Mà ông nói kêu cô hai mua đồ về ăn Tết mà. Biết rồi, đi ông ơi. Ông phải đưa thêm tiền rồi chứ. Trời ơi, tiền nè.
dạ thưa ông, con đi. Mệt gì đeo lớp hỏng nữa nè. Nhi à. Dạ. Lại đây bác biểu nè. Bác kêu con chi vậy? Sắp tới đi thi xong rồi á, nhà trường cho nghỉ Tết, con có tính về quê ăn Tết không con? Dạ có chứ bác, con mà không về á, ba con ổng chửi con chết. Ừ, phải vậy mới được chứ. Đâu, bây giờ con trả lời cho bác biết coi, khả năng của con trong cuộc thi kỳ này có đem được danh dự về cho nhà trường không vậy con? Dạ được chứ sao không bác. Ê chà, sao con chắc vậy? Dạ là bởi vì lúc này con học ngày đêm, với lại bài vở đã ôn xong xuôi rồi. Cho dù đề khó đến đâu á thì con cũng quyết đem tin vui về. À, như vậy mới là học trò, trò vừa giỏi mà lại vừa ngoan. Mình học cho giỏi thì đi thi đạt liền. Vậy mà mấy bạn lại nói con định thầy nên được thầy thương. Ý, đứa nào mà ăn nói bất nhân hả? Phép thầy chỉ tội cho đứng cột cờ. Đứa nào ăn nói kỳ vậy? Chỉ bác coi. Bác nói thầy nói cho nó phạt á. Dạ thôi đi bác ơi, hơi đâu mà bác buồn mấy đứa nhiều chuyện. Sắp tới ngày thi rồi, con phải vào ôn bài mới được. Rồi vào đi Nhi. Dạ con chào bác. À, ủa Hằng, cô đi đâu đây? Dạ thì con đại diện ba má của con, mai mốt đi theo thằng Nhí đi thi cho nó vững tinh thần vậy mà. Hằng cứ an tâm, đã có nhà văn như tôi kèm cặp thì gia đình khỏi bận tâm. Bác nói vậy chứ hồi nãy khi tôi mới tới đây á, thấy bác vừa xoa dầu lên chén của thằng Nhí, vừa đọc thần chú lầm bầm gì á. Có phải bác tính chuột mùa giúp sức phải không bác? Không phải tôi không tin vào tài nguyên bác của tôi, mà tôi lo là vì tôi muốn giúp cho gia đình nó khỏi lo lắng gì cả. Vì tôi đã lo từ A tới Z rồi. Tôi vô cùng cảm ơn bác. Nếu ba má tôi mà còn cho thằng Nhí theo ở trọ nhà bác vài năm nữa thì đến khi về trở thành thầy Pháp chớ nào đâu có phải kỹ sư. Vì sao? Vì sao cô nói xấu tôi? Duyên cơ thế nào? Qua ra thầy Pháp nói cho rõ ràng. Đó chính là ông thầy. Thầy thế nào? Thế nào thì trò thế kia. Tôi đúng là một nhà văn lớn ly, lịch tôi tốt lắm nghe cô. Chứ nào đâu tôi có chi mê bối toán, bối bài hay tình thầy Pháp càng chi học trò. Thì tôi là nói bác kìa, văn sĩ thì mình càng nói gương. Thì phải vậy chứ sao, đã là già trí thức thì phải thể hiện bản thân mình là người tốt chứ sao. Kìa cô hai. Ủa anh Bãi, anh đi đâu vậy? Ông biểu tôi đi tìm cô. Dạ chào. Đây có phải thầy bói hôn cô hả? Cái đồ cà mất lịch sự. Trời ơi sao tôi giống nó vậy trời. Ủa sao tôi nói chuyện ra ai cũng bị lây tôi hết, là sao vậy ta? Ba tôi biểu anh á đi tìm tôi phải không? Mà để làm cái gì? Dạ ông kêu tôi hãy đi tìm cô, kêu cô đây về với quê mình để ông la rầy cô chi đó. Vì bởi tôi đây là người ở thì chỉ mong cô giùm cảm thông, chớ đừng có phiền. Đâu có chi phiền hà gì anh. Dạ được cô vui vẻ. Thiệt là phước ba đời cho gia đình tôi ạ. Có chi đâu anh Bãi, đó chẳng qua là lệnh của ba má em thôi, đâu có phải lỗi của anh gì đâu mà phải buồn phiền phải không?
Thôi bây giờ mình về quê chứ không thôi ông ra rầy chết à cô Hồ Hai ơi. Bãi khoan đã. Chần chờ gì nữa cô Hai. Bãi. Dạ. Em muốn nói với anh là anh vô tình quá à. Ê, trời ơi cô nói vậy nghe kỳ quá cô Hai ơi. Có chết. Gì đâu mà kỳ. Đã từ lâu em thầm thương mến anh. Trời đất ơi. Tôi xích lại đây cô làm gì vậy? Cô Hai đừng làm tôi kỳ cục quá cô Hai ơi. Trời gì đâu mà kỳ. Vậy mà nở lòng nào anh làm ngơ à. Bởi vì tôi là người giúp việc người ở trong gia đình cô. Cho nên tôi... Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu. Là thật ra tôi đang giấu giấu mình. Có anh nói đã chốt yêu em rồi. Lại như anh đang dối em. Rồi một ngày chia vắng em. Bước chân buồn tên. Rồi một ngày nhớ trái tim tôi không ngủ yên. Thôi xin anh chờ hờn như là đã xa nhau. Thôi xin anh chờ hờn như là đã xa nhau. Nếu anh nói anh đáng yêu em à. Là thật ra anh mong thôi được rồi có. Ủa? Gì cô Hai ơi, có gì để tôi viết cho cô chứ tôi hát hoài hả? Chắc tới sáng chưa về quê rồi được đâu cô ơi. Trời ơi, tự nhiên chết quốc à, đang hát chủ tình nhưng chết quốc anh bãi. Em cho tôi kêu bằng em nha. Ừ. Em Hằng. Anh Bãi. Em Hằng. Bãi. Rồi đó ông ơi. Trà tôi pha rồi nè. Nghỉ tay uống miếng trà đi rồi hết tứ nữa. À bà để đó tôi. À mà bà nè, thằng Bãi nó đi bữa nay nữa là mấy bữa rồi bà ha? Hai ngày chứ mấy. Nhưng mà nếu có muộn lắm mà chắc cũng chiều nay thằng Bãi với con Hằng nó phải về tới hà. Ông đừng lo gì hết á. Không lo làm sao được. Bà có biết con gái mà đi xa nhà là cả một vấn đề quan trọng lắm, bà có biết không? Biết chứ sao không biết. À. Nhưng mà ông không thấy hả, mỗi lần nó về á, tôi đều có chỉ dạy cho nó điều hay lẽ phải. Thì nó nghe được rồi nó nghe, còn nếu không được rồi thôi chứ tôi biết làm sao giờ. À, chắc bà cũng thường nghe cái câu tam tùng tứ đức có phải không bà? Dạ. Nghe không? Dạ nghe. À, nghe chứ không có hiểu nghĩa nó phải không? Sẵn bữa nay rảnh rỗi tôi cắt nghĩa luôn cho bà nghe. Để mang tiếng là vợ của ông già lý sự mà không hiểu tí nghĩa nho nào hết thì cũng phải dở phải không bà? Ha, bà nhìn nè, thấy không? Gì? Thấy chưa? Thấy cái gì? Đây nè. À, cái mai của ông đó. Thấy rồi phải không? Thì nghe nè, tam có nghĩa là ba, tứ có nghĩa là bốn, cộng lại là bảy. Vì vậy á, rồi đây tôi sẽ uống cái cây mai này thành bảy tầng để dạy cho con gái mình. Một bên ba tầng tức là tam tùng, một bên bốn tầng là tứ. Trời ơi. Hiểu rồi thấy không? Kêu trời liền. Có nhiêu vậy mà giải thích cả buổi trời. Đó. Ủa? Làm như có mình không biết vậy đó. Vậy là. Ôi, lúc này bài đặt nó nho rồi nữa. Không rài tôi thấy ông nói hơi nhiều đó. Mà không biết nói rồi có đúng không nữa, mà có hiểu không, nói nhiều quá. Á cha, bữa nay bà dám lên mặt với tôi hả? Ông đã nào luôn chết. Coi thường tôi nhỉ. Trời ơi, tự nhiên sao bữa nay ông đánh tôi vậy hả?
Trời đất ơi, ở nhà mấy chục năm rồi đâu có bao giờ có một cái sự việc này. Tự nhiên rồi tự nhiên tát vô mặt tôi là làm sao? Gì khóc vậy? Sự mất chính nghĩa tôi mới đánh bà. Đánh bà rồi gáo ra vào cán thôi. Bởi vậy hồi đó tôi nói hoài mà ông không chịu nghe. Tôi kêu ông lên trên ở thành thị á cho mấy đứa nhỏ tiện bề ăn học, ông không chịu. Bây giờ ở giữa đồng kìa nè, mấy đứa nhỏ đi học hết rồi, ở nhà tự nhiên cái rồi cứ nó đánh tôi là sao à? Muốn lên thành ở thì phải nói là bần cư khúc bự vô phương giác, cú tại bàn tan đứng chết tranh. Dạ thưa ba má, con mới về. À, mới về hả con? Dạ. Về đi. Ba ơi. Cái gì? Ba vừa nói câu nãy sai bét rồi. Ý trời, sao lại sai mày? Tao nhớ kỹ lắm mà sao sai được mày? Dạ, câu nho của người ta là như vậy nè ba. Là sao? Bần cư náo thị vô nhân dân, phú tại lâm sơn hữu diễn thân. Đó, cái câu thơ của ta vậy à. Tự nhiên cái bằng năng bắn đặng thăng ăn dẫn, chắn đặng thằng năng tắt cho mặt tôi à là sao à? Ủa? Đâu tôi nói cái câu đó hồi nào trời, cái thằng hàng xóm nào nói với bà phải không? Không có nói mà tự nhiên à. Tôi nói bà cái gì? Tự nhiên ông ra mất chéo rỉa rồi cái tôi mới đánh bà. Đánh bà rồi rồi gì đó rồi gắn tra dài cán là cái gì tôi không hiểu lại gì hết trơn trời á. Dạ má ơi, câu đó ba của con cũng nói chật lất luôn rồi. Ủa sao chật hoài vậy con? Hay không? Dạ cái câu đó đúng là như vậy nè. Có đi học đâu mà nói trúng. Sự bất đắc dĩ ta mới đánh mày. Đánh mày rồi đâm ra thù quán là giáo đa thành má đó, phải không? Thấy con tôi nó ăn học nó nói ngon lành vậy không? Trời đất ơi, nó cũng nhìn giống giống vậy. Ba cái nhỏ tao tầm bảy tầm ba không đem về đây à, không hành hả tao nói thiệt với mày. Ủa không má còn cái gì nữa trơn rồi à? Má ơi má, nho tầm là nho gì vậy má? Nho tầm là nho bậy đó. Trời ơi là trời. Ấy dạ, ở gì vậy? Tự gì vậy tự nhiên nhéo tôi vậy? Bụ tôi ra, thằng nhí nó cười tôi kìa. Trời, con chết luôn đi. Ủa chí còn cái cô này với cháu nhỏ này ai hả? Dạ thưa ba, dạ nói đi. Dạ hoài cô ấy là lại gì? Lại sao miễu quá quá hoài vậy? Là vợ con đó má. Hả? Hả? Vợ mày? Dạ trình song thân, con sống chung từ lâu, giờ đây con kính thưa cha mẹ già, hãy thương con khờ và con dâu, rồi thêm đứa cháu. Ơi trời cao xanh ngó xuống đây kìa mà coi, trời ơi trời ơi trời, đồ thằng con hư à, mày xa nhà đi học ở trường chẳng được có bao lâu à, thầy già dụ dỗ con gái của người ta. Cô ở chỗ nào có tất cả mấy người sống nghề nghiệp chi hay lừa đảo kiếm sống có phải không? Dạ thưa cô ấy, với con ở cùng một chỗ, ở chung lâu ngày nên có chuyện lửa gần với rơm. Lửa gần với rơm là sao? Có dính líu gì tới cái chuyện mày đâu mà hả mày? Dạ có chứ, có dính líu chứ sao không ba? Thì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Trời ơi nghe mà tá hỏa tâm tình luôn. Ủa anh Nhí ơi, ba ghi cái gì vậy nè anh? Ủa bộ ba làm chủ hội sao mà ba ghi dữ vậy anh?
Chủ hùi ở đâu mà chủ hùi? Ông ghi cái câu nho của thằng nhí nó nói cho ông nghe đó. Lửa gần rơm, đường rơm, rơm gì đó. Ông đang học dở lòng chữ nho đó bé ơi. Đâu, thôi kệ nó. Gì gì với cháu nội ra tôi bồng đỡ khổ. Kệ nó, lúc này cũng ghiền cháu dữ lắm. Cho coi. Em đưa bé Bi Sam cho bà nội ẩm đi em. Hả hả? Mày nói con mày nói tên gì? Dạ, thưa ba, nó tên là bé Bi Sam á. Trời, vậy mà ta tính đâu nó tên là Han Xin ổn áp chứ trời ơi. Trời ơi, cái già này không biết chị tên trời mà cũng bày đặt. Nói vô nữa để tôi. Ê Sen Sen, bé Bi Sam, Sen Sen, lại đây bà ẩm ra sao? Ủa ba má, còn chị Hằng bộ chưa về sao? Chưa, tao với ba mày đang chờ nó đây nè. Chắc chiều nay thế nào nó cũng phải về tới à. Con dâu của má, vô đây con, vô đây phụ với má bắt gà nấu cháo con. Đi con. Bây giờ cái câu áo mặc sao qua khỏi đầu vậy mà bây giờ ai thấy đâu. Đời bây giờ áo thun nó trồng tuốt luốt qua đầu. Đúng rồi đó ông anh. Gì nữa đây? Ta nói ở thành phố bây giờ chẳng những áo thun trồng đầu mà còn có các loại áo thun ở đằng trước mặc lại, đằng sau mặc tới nữa. Đặc biệt có cái loại áo thun ở dưới giò kéo cái rộp lên tới trên rồi. Mô đen, mô đít riết rồi không có ai chạy theo nổi hết trơn á. Ủa thằng này đâu rồi? Thằng này, ủa, trời, anh, chẳng hay anh tìm ai mà tôi thấy anh hơi lạ nghe. Dạ tôi với ông cũng đâu có quen. Nhưng mà chẳng nói dấu gì ông anh, tôi đi tìm nhà anh xui của tôi. Ủa, vậy ông xui của anh ta... Nhưng mà tôi hỏi. Cứ hỏi tôi trả lời. Anh biết nhà anh xui của tôi ở đâu không? Làm ơn chỉ dùng coi. Trời ơi, đúng là phước rải tùm lum quả vô ăn chuối đi. Khi không thì không, tôi chẳng biết ông là ai thì làm sao tôi biết nhà ông xui của ông ở đâu mà chỉ. À hen, tôi quên. Nói thiệt với ông anh đừng cười. Khỏi cười. Thiệt ra tôi chưa biết mặt anh xui của tôi lần nào hết. Trời ơi. Trời đất ơi, sao mà tớt quốc hết trơn hết trời ấy à. Tên đời này tôi chưa thấy ai mà với ông hết trơn á. Thở đời nay đi tìm nhà của ông xui mà bản thân anh chưa từng biết mặt của ông xui lần nào. Vậy mà cũng kêu xui vậy, nghe ngọt sức. Bởi vậy mới nói. Dạ. Dạ thưa ba, thưa má không muốn về. Ờ, nói vậy nhà này là... Làm gì ủa, ông chào bác, bác đi đâu à? Vậy, vậy còn thằng Nhí? Nó cũng là con của tôi luôn. Nói vậy anh là ba của tôi. Bậy. Anh là anh xui của tôi. À, nói vậy anh đây là ông nhẹt của thằng Nhí đó ha. Phải rồi, nó nè. Trời ơi anh xui. Trời ơi, xin lỗi nha. Thằng Bảy đâu rồi? Bảy hả ba? Bảy ơi Bảy, ba kêu kìa. Dạ, ông kêu con. Bảy đi vô nhà bếp, lấy cây mắt ra đây để giải quyết chuyện này. Tao bị cần chăn chờ, hãy đi liền một khi để tao mừng anh vui. Con xin ông cho chơi nông, nghe con nói nhà ông xui vậy chứ và có gì, sao đối xử lạ kỳ. Anh nỡ nào anh vui, chẳng lẽ nào không thích vui. À mà... Ba, ơi. Sao? Dù sao đi nữa thì cũng chuyện cũng lỡ dở rồi. Chứ lại bác đây á, đã không kể đường xá xa xôi, tự thành thị xuống với nhà mình, cốt ý là thăm ba, thăm má. Đúng không? Nỡ lòng nào mà đối xử tệ với người ta, phải không ba? Nên mà trời ơi là trời, tức quá đấy trời. Riết rồi, trong nhà này tôi không còn nói ai nghe được nữa hay sao trời. Nhìn anh nổi nóng khiến tôi càng rung, mặt anh đỏ loi thấy sao mà ghê. Trời ơi tức quá nói sao bây giờ đây. Bất ngập. Mình kêu lấy mát đem ra làm hay. Để mà lo đãi anh xui một chầu, vậy mà cứ nói tôi đầy quán thù. Đi làm heo. Hú hồ. Trời ơi đi ra bắt con heo bự nhất chuồng làm thịt để anh xui. Chứ ra ta nghe bảy nghe gì đâu. Dạ con đi liền. Bảy. Đi không dắt người ta đi trơn à. Chờ em chứ con. Đi.
Nam Mô A Di Đà Phật, khu ba hồn chính viên. Xin lỗi anh nghe, nãy giờ tôi cứ nghĩ là anh kiếm chuyện với tôi, làm tôi sợ thiếu điều. Toát màu hồng. À, thôi tôi mời anh Xu vào nhà đào lão. Dạ. Mời anh Xu ngồi. Cảm ơn. Bà ơi, có anh Xu tới thăm nè bà ơi. Ôi, cái gì? Ủa, ông mới nói gì á? Cô Xu, ông Xu, ông Xui. Anh Xui hả? Ừ. Xui hay anh Đuôi? Xui. Ủa Xui hả? Hồi nào tới giờ có làm Xui đâu rồi. Tự nhiên sao bữa nay có Xui với Gia nữa vậy? Ta nói thì bà cứ ra đây rồi sẽ biết à mà. Ồ. Đây nè. Dạ, tôi chào anh. Đừng nói nha, người ta thấp nè, đừng nói người ta tự ái nghe. Xui, Xui. Anh Xui, anh Xui. À. Dạ, tôi chào chị Xui. À, bà biết không, anh Xui đây là ông nhà của thằng Nhí đó bà. Ê mẹ ơi, vậy sao? Vậy đó. Mà tại sao có anh... Mà anh để cho tụi nó làm chuyện bậy bạ quá vậy anh Xui? Dù sao thì cũng phải có cao tàu cứ hỏi cho anh Xui. Dạ. Chị Xui à. Ơi. Chị Xui trách tôi là tôi chịu. Chứ thật tình là tôi cũng như anh chị thôi. Tới chừng hiểu ra được thì đã có cháu ngoại rồi. Vậy không? Dạ. Vậy tụi nó lỡ hết trơn rồi phải không? Dạ. Vậy thì thôi, vợ chồng tôi cũng chịu lỗi với anh chị bên nhà nghe anh Xui. Thôi mà chị, lỗi phải cái gì. À, thôi thôi bỏ qua đi, hôm nay sum họp một rồi. Thằng Nhí với con dâu đâu? Ra đây ba biểu coi. Dạ, thưa ba gọi con. Nè, hai đứa bay lại bàn thờ thắp hương tạ lỗi với ông bà trước đi. Rồi còn tạ lỗi với anh Xui nữa chứ. Thôi được rồi mà anh Xui. Nè, nhang đèn rồi nè, xá bàn thờ đi con. Ủa, con ơi con. Nó cười hay nó khóc? Con khóc quá con cười. Đó, tôi mới hỏi đó. Khóc ngộ quá ha. Trời đất ơi, sao khi không em khóc dữ vậy? Khi khổng khi không, cái lệ lại rơi vậy trời. Vậy chứ ức lòng chứ, không khóc sao được. Em ức chỗ này em nói anh nghe con. Dạ. Trời cao có thấu, cho lòng tôi con ứng quen. Vì bởi cha chồng mua con thắm hương để lại ông bà, không bằng ở đâu. Thôi đi, nàng kiếm đi, khi không rồi là chi. Em tuôn lời ai bi, quan đâu mà cứ kêu quan tâm lum. Thầy à, vậy dạ, la dữ vậy. Hết coi bữa nay bay dám không nghe cha già, đồ thân giao cho con nghiêm coi chứng đầy cha mẹ chồng. Xin anh Xui chớ dầu sao không dội mà nghe con nó có quan, rồi thì ta sẽ tin nào con mau. Con không ứng quan là sao? Ý của con muốn nói là thưa má, ý vợ con nói là anh Bảy chị Hai cũng như tụi con, mà sao không kêu ra lại bàn thờ một lượt? Kêu lệ. Ôi trời, có nghĩa là con Hằng với thằng Bảy nó đã... Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó ba. Trời ơi, tại sao tụi con không nói sớm? Dạ, tại vì ba là người khó tính, hay nói nho, mà con với chị Hai làm vậy là mất mặt ba má, nên không có dám nói. Đó, thấy chưa? Thấy cái tác hại chưa? Vậy? Thấy cái hậu quả chưa? Hậu quả gì? Hậu quả của sự nửa nạt nửa mở, không có ông đó, ba rồi không ba rồi mà rồi gì không ra gì đó, thấy chưa? Trời ơi, ngó xuống mà coi này trời, thằng Bảy với con Hằng đâu? Ra biểu coi. Thôi thôi mà anh Xui, chuyện đã lỡ rồi xin anh đừng có làm lớn chuyện mà. Để tôi. Bảy Hằng. Dạ. Dạ. Thưa ông, ông gọi con cái gì ạ? Trời ơi, ứa ghen không. Mày còn gọi ta là ông nữa hả mày? Mày trả thù tao nữa hả mày? Dạ. Dạ đâu có. Im đi.
con hàng đâu lại đây coi biểu coi. Anh Bãi ra ông kêu em à. Trời. Dạ ba. Trời ơi, dạ. Nó ra nó gặp bảy trước rồi, nó dạ. Kêu bảy rồi. Dạ không có. Hằng à. Dạ. Ba cho con ăn học là để cho con mở mang được kiến thức. Vậy mà nỡ nào có mang điều xấu về cho gia đình là dạ. Sao hả Hằng? Dạ. Đó không phải là lỗi của tụi nhỏ không đâu anh Xui ơi. Chắc lỗi anh hả? Mà đó cũng là một phần trách nhiệm của người lớn chúng ta. Sao vậy? Vì chúng ta khó khăn không đúng chỗ, không hiểu được tâm lý tình cảm của con cái. Mình à. Nè hả? Mình quá sơ hở trong việc dạy dỗ con cái nên mới có chuyện như vậy đó. Phải rồi. Phải à ông à. Anh Xuân nói phải á. Dù sao thì cũng có phần lỗi của mình ở trong đó. Thôi mà cái chuyện nó lỡ rồi, ông tha thứ cho tụi nhỏ đi. Tôi biết chứ, tôi biết là hùm dữ không nỡ ăn thịt con chứ. Thôi nữa, thôi về nữa. Ba tụi con hết giận rồi đó. Vậy các con tiếp tục làm thịt heo với lại làm gà đi. Để rồi làm đám cưới luôn thể. Anh thấy vậy được không anh Xui? Dạ được chứ sao không được. Tụi tán thành hai tay luôn. Coi như Tết này anh cưới gã xôm tụ nghe anh Xui. Anh nói nghe cũng phải. Sẵn dài hôm nữa Tết tới rồi, mình làm luôn cho nó có khí thế. Bà ơi, tôi thầy với bà nè, từ nay không bao giờ tôi lý sữa kèn hay là xài nho tầm bậy nữa đâu. À, bà vui chưa? Bao giờ tôi nói là phải chín nho xanh tôi không thèm nói nữa. Mô Phật, tôi cũng không phải tôi ngăn cản ông nói nho. Nhưng mà nếu có nói là phải nói cho nó trúng, cho nó rõ ràng. Thấy không? Nói tầm bậy giờ chồm xóm người ta cười chết á. Thôi thôi, vậy là tất cả mọi chuyện đã được lý giải. Hôm nay tôi xin làm đại diện đàn trai cưới vợ cho thằng Bãi và gả con dân cho thằng Nhí. Sao? Anh thấy sao anh Xui? Tôi chấp nhận liền. Mời anh Xui nâng ly. Dạ, tôi cũng mời chị. Tôi không biết uống rượu uống trà thế được không? Được luôn. Đám cưới về chợ đủ. Đeo bông tay nhẫn cưới dây chuyền vàng. Cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên.